Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mình mới về được con âm ly có model là Sony 555 ESC. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Sony Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Series 555 ESC được sản xuất vào năm 1992 với giá xuất xưởng rất cao, 180.000 yên. Dòng này được sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 300W. Các bạn đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Loa các bạn có trợ kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 120W. Loa các bạn có trợ kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 140W. Loa các bạn có trợ kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 170W, rất lớn, nên nó là đặc trị của những dòng loa Nhật, Mỹ, những dòng loa các bạn bass 30cm. Đầy đủ tinh chỉnh bass, trep, ba lăng. Ở trên đây có một nắp đo, các bạn nhìn rất cao cấp. Ở đây có tất cả các chữ nên các bạn rất thiện nhìn để điều khiển. Ở dưới hướng dẫn cho các bạn rất đầy đủ. Phía dưới đây có một chữ TAF555 ESG. Dòng Sony là những dòng CD hoặc Smart TV thì rất được các anh em chơi audio nghe nhìn tại Việt Nam đánh giá rất cao. Trong đó những dòng âm ly cũng rất đáng chơi nghe nhìn. Những series 555 ESG hoặc 777 ESG ở thị trường Nhật rất hiếm, là ở Việt Nam càng hiếm hơn. Con 555 ESG này ở Việt Nam có thể nói là chỉ là một con duy nhất thôi các bạn, không có con thứ hai. Rất có giá trị nghe nhìn sưu tâm. Bạn nào mua về con 355 ESG này là độc nhất vô nhị luôn các bạn. Rất giá trị nghe nhìn sưu tầm mà giá nó cũng rất là dễ tiếp cận, rất dễ chơi. Với kích thước hai bên của nó sẽ có hai hồi gỗ phủ piano, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, còn rất bóng. Piano là các bạn có thể xoay gương luôn, rất bóng các bạn. Với kích thước chiều ngang là 47cm, cao 17,5cm và hậu sau 43,5cm và máy nặng là 25kg. Đó, dòng CD Sony 355 ESG. Bạn nào mua thêm con âm ly 555 ESG để trên là đồng bộ, rất có giá trị nhìn sưu tầm. Cái nắp đo của nó các bạn đầy đủ tinh chỉnh bass, trep, ba lăng đầy đủ, các bạn tinh chỉnh sau khi tinh chỉnh các bạn đẩy vào cũng rất đẹp mắt. Ở đây nút nguồn sensor, đây nhận ngõ vào tép 1, tép 2, tép 3, AUX, tuner, có phono địa thang. Ở đây có nút shoot direct các bạn ứng vào nghe mọc, và bút tin tắt tiếng. Ở đây có một cái tem logo 555 ESG nổi ha, và nó là ghi chữ Extremely High Standard Twin Drive, cho là dòng này được sử dụng là dòng âm ly cao cấp của hãng nghe các bạn. Ở đây là một cái volume của nó có đèn ở trong đây, rất đẹp mắt. Nắp của nó các bạn nhìn có bốn lỗ, được thiết kế giống dòng high end rất cao cấp các bạn, nắp hai lớp nghe các bạn. Rồi hộp gỗ trên là rất bóng, các bạn soi gương không chạy xước, tất cả ngõ rời xa là rất vàng. Ở dưới là phono CD tuner đó, tép 1, tép 2 red play. Ở trên là có đường adapter và đường direct in. Adapter là giống send return mình trong dòng âm ly Denon, Sensui, Marantz, Luckman. Và direct in là khi các bạn kết nối như âm ly này giống cục đẩy công suất ha, nó phát ra năng lượng động rất lớn. Thông tin Sony 555 ESG AC 100V 300W, số RI 0250. Dây nguồn zin và dây nguồn dính rất mềm, rất to. Ở đây có một IC LED total 350W, những đầu CD giải mã độc xì các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Cọc loa của nó nhìn rất chất, được sử dụng là một đồng thau cầm rất chắc tay, nghe bạn rất cao cấp, đánh được hai cặp loa. Phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Đó, cặp loa nó rất chất luôn các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe nhìn đều rất đẹp, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Và những dòng 355 ESG hoặc 367 ESG thì ở Việt Nam mình có thể nói là bạn nào sở hữu con này là chỉ là độc cô cậu bạ, cho là chỉ có một thôi nghe các bạn, không có con thứ hai đâu các bạn, vì những trang mạng đấu giá con này về rất cao nghe các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn để mở nội thất cho các bạn, mình mở nhanh cho các bạn. La hoa lắp của nó rất cao cấp các bạn,
lắp vào nó là hai lớp rồi. Các bạn chờ mình mở lôi nội thất ra cho các bạn xem. Rồi nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy mình chưa kịp vệ sinh luôn, bao gồm tăng phô rất to các bạn. Đó, rất là đen ha, 4 tụ lục nguồn, 2 tụ đại này dành cho bo mạch công suất vế phải trái, vế phải, và 2 tụ nhỏ này dành cho bo mạch phần rề, bo mạch công suất đầu ra, đó, bo mạch tín hiệu đầu vào. Và đây hai bo mạch công suất này các bạn, bột 2 lớp. Và phía dưới đây các bạn nhìn cũng bo mạch công suất nằm phía dưới, và đặc biệt cái dòng 555 ESG hoặc 777 ESG thì ở dưới là đáy của nó các bạn nhìn có một bằng miếng nhựa cao cấp pha carbon, đó, nó có lỗ lỗ nó nhằm chống rung nghe bạn, và chống giải nhiệt rất tốt. Đó. Dòng này các bạn nhìn vào là các bạn sẽ thấy rất là khủng, rất là gấu luôn ha. Dòng này nó chạy là 8 con sò mắt phát nghe bạn, xanh đen. Đó. Chờ thì nằm dưới dưới nên các bạn sẽ rất là nhìn khó. Bên này sẽ có 4 con này, mặt ở dưới sẽ có 4 con, tổng cộng 8 con. Và mặt ngóc ngách con này là không có điểm chê, rất mới các bạn. Rồi sườn sắt bên này tướng là phô rồi, cũng còn rất mới, chỉ còn bụi thôi các bạn ha, mình chưa vệ sinh thôi. Bạn nào mua mình sẽ vệ sinh long lanh. Ở trước đây cái nắp đo nó có một chữ là MOSFET Right and Power Tay, là sử dụng dựa trên những công nghệ và sử dụng 8 con sò MOSFET nghe các bạn. Rồi. Dòng này các bạn mua về nghe nhìn đều rất đẹp nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn. Thuận gió biển đông, tình buồn tình xa, rap nè bạn. Dạ. Ba lần. Phải. Trái rất các bạn ha. Em kim mạch từ thang. Direct input nè. Ba lần. Sắp cho nick kim mạch từ thang. Ứng vào modo nhà ra sale. Tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn chê xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi giờ đã quá chia ly. Dù tình thật xa tình vẫn còn đây, khoe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa phai. Trời buồn tình lâu, trời đêm bao tố, mưa tuôn thành dòng thuận gió biển đông. Tình buồn tình xa, tình vẫn mênh mông.
cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc, nghe tiếng của nó cũng rất quê các bạn, rất là mềm sâu bass, mid treble sáng chi tiết và nó cũng rất là trung thực, rất đáng chơi nghi sưu tầm. Đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt, chỉ là 9.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc dành cho con âm ly có model là Sony 555 EC, xinh đẹp xuất sắc. Bạn nào mua con này là độc cô cầu bại, con duy nhất tại thị trường Việt Nam nghe bạn, các bạn không có con thứ hai đâu, giá trị nghe nhìn sưu tầm. Và đặc biệt máy mình về là xinh đẹp xuất sắc không tì vết. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111, giá trên mình bao ship nếu bạn nào thanh toán đủ. Nếu bạn nào thanh toán cốt mình không bao ship. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.